Xin chào quý vị và tất cả bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Và ngày hôm nay thì Quyết sẽ giới thiệu cho mọi người 5 điểm nổi bật trên chiếc xe Hilux phiên bản máy dầu số tự động 2.4. 5 điểm nổi bật này giúp cho chiếc xe Hilux đang là một trong những chiếc xe bán chạy nhất phân khúc ở dòng xe bán tải. Và 5 điểm đó là gì? Thì trước khi clip bắt đầu thì đừng quên rằng ấn nút đăng ký ở phía dưới phần video và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video nào. Và đừng quên rằng chiếc xe Hilux đang được cung cấp bởi Toyota Việt Nam và Toyota Anh Xuân với mức giá bán ở hiện tại ở đây là từ 622 triệu cho đến 878 triệu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay clip ngày hôm nay. Điểm đầu tiên mà trong chiếc xe này, chiếc xe Hilux, đó chính là cách thiết kế của chiếc xe, phần đầu xe. Đó chính là mặt ga lăng được thiết kế hình lục giác, được mạ chrome to bản, và các viền đen ở bên trong được thêm các đục lỗ theo hình tổ ong, giúp cho việc của chiếc xe trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, cùng với cả mạ chrome. Mọi người nhìn thấy không? Nó có sự đối xứng ở trong đây, cùng với mặt logo to bản Toyota dễ nhận diện. Thì đây là một cái nét rất là khác biệt so với phiên bản năm 2019. Nó hầm mố hơn, nó cá tính hơn. Và mọi người còn để ý thêm một cái nữa, đó chính là không còn cái đèn đèn sương mù ấy, ở đây nó được mạ chrome thêm. Không đơn giản chỉ là có một cái đèn sương mù không, mà nó được thêm điểm nhấn đó. Đó đây, mọi người thấy không ạ? Ở bên viền này nó đẹp hơn rất là nhiều so với cả phiên bản lần trước. Tổng thể lại, cách thiết kế của chiếc xe Hilux năm 2020, Quyết thấy rằng là một trong những cái điểm nhấn để khách hàng ưu tiên lựa chọn chiếc xe Hilux, đặc biệt là đứng Quyết đây là chính là phiên bản Hilux, phiên bản 2.4 số tự động, và được bán với giá là 622 triệu. Và nếu mà mọi người đang quan tâm thì đừng quên rằng gọi điện vào hotline 0394016064 để được báo giá trực tiếp. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái điểm nổi bật thứ hai trên chiếc xe, đó chính là sự tiết kiệm nhiên liệu. Mọi người sẽ bất ngờ, nhưng để tiết kiệm nhiên liệu thì chúng ta phải tìm hiểu đó chính là phần động cơ của chiếc xe này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Quyết sẽ bật nắp capo lên cho mọi người xem. Rồi. Ở nước nào, bật lên. Ấy da. Ủa, mọi người ơi, cái bộ nắp capo này nặng quá. Mọi người ạ. Ấy da. Rất nặng luôn. Điều đấy cho thấy là cái sự cách âm ấy. Cái chiếc xe Hilux được nhập khẩu từ Thái Lan. Cái nắp capo này được cộng thêm cái chống âm, chống ồn đây. Nó phủ ở đây giúp cho việc xe Hilux sẽ cái độ cách âm nó sẽ rất là tốt. Nhưng mà thôi, quay trở lại cái yếu tố thứ hai để làm cho chiếc xe trở nên tiết kiệm, đó chính là động cơ intercooler với 3 yếu tố quyết định, đó chính là turbo tăng áp và làm mát khí nạp. Turbo tăng áp sẽ giúp cho việc mà nén khí thật nhiều vào bên trong, giúp đẩy và tăng công suất, kết hợp cùng với intercooler làm mát khí nạp. Việc làm mát khí nạp ấy, sẽ giúp cho việc mà không khí được làm mát và nó co lại, cùng với kết hợp với turbo tăng áp, nó sẽ nén được khí nhiều hơn, sẽ tiết kiệm nhiên liệu ở các giải tốc độ và cũng như tăng công suất động cơ ở những thời điểm thích hợp. Còn một đặc điểm nữa, đó chính là ERG, là tuần hoàn khí xả. Nghĩa là sau khi mà khí xả đã được thải ra rồi, nó sẽ quay trở lại buồng đốt một lần nữa để đốt sạch hơn. Điều đó thứ nhất là thân thiện môi trường này, đấy là điều rất là quan trọng. Điều thứ hai là tiết kiệm nhiên liệu, tại vì khi nó đốt sạch hơn thì tiết kiệm nhiên liệu hơn, không bị lãng phí. Đấy là những ưu điểm là tại sao chiếc xe Hilux đang chỉ có đâu đó khoảng 7 lít dầu. 7 lít dầu thực sự là một con số không tưởng nếu chúng ta đang đi kinh doanh. Và nếu ai đang quan tâm đến chiếc xe yếu tố tiết kiệm thì đừng ngần ngại gọi vào cho hotline của đội ngũ Happy Car nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến yếu tố thứ ba của chiếc xe Hilux, đó chính là khoảng sáng gầm xe. Mọi người nhìn thấy ạ, cái khoảng sáng gầm xe với những cái gầm nó rất là cao. Hiện tại thì Hilux sẽ có khoảng sáng gầm xe cao nhất phân khúc hiện tại. Việc khoảng sáng gầm xe thì sao ạ? Giúp cho việc mà chúng ta vượt qua địa hình đường đèo dốc nó một cách tốt hơn, cùng với kết hợp với cả một bộ lốp như thế này. Quyết sẽ giới thiệu cho mọi người. Yếu tố ở đây đó chính là ngoài cái khung gầm, khoảng sáng gầm xe cao ra, thì chúng ta có một bộ lốp rất là chắc chắn, bộ lốp dày và với tiết diện là 265, nghĩa là nó rất là lớn, mọi người hình dung ạ. Cái việc tiết diện lớn như này, độ bám đường nó rất là tốt để đi trong các khung đường xấu. Và đặc biệt hơn là bộ lốp rất dày, chiếm tới 65% tỷ lệ chiều cao giữa mặt lốp và chiều cao như thế này, sẽ làm cho việc giảm tiếng ồn và cũng như tải trọng tốt hơn, vì đây là một chiếc xe bán tải.
Mọi người yên tâm rằng khoảng sáu gần xe cao như thế này, nhưng được trang bị thêm đây ạ, bậc lên xuống. Có nhiều dòng xe sẽ không được trang bị bậc lên xuống đâu ạ, nhưng Hilux sẽ được trang bị. Yếu tố thứ 3 đây quyết định được đó chính là bậc lên xuống. Khi mọi người nhìn thấy ạ, chỉ rất đơn giản là chúng ta bước lên đó, nắm và rất chắc chắn. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng. Và tất nhiên rồi, không phải phía đằng trước nữa, mà kể cả ở phía đằng sau cũng sẽ được kết hợp luôn người ngồi đằng sau. Những cái chi tiết nhỏ như thế này thì nó luôn mang lại sự tinh tế. Mà nhiều người bảo rằng là Toyota thực dụng, thực tế ra họ thực tế chứ không phải là thực dụng. Tại vì những sự đơn giản như thế này nhưng lại mang lại sự hiệu quả cho khách hàng. Đấy là yếu tố thứ 3 trên chiếc xe Hilux mà đặc điểm rất nổi bật của nó. Chúng ta sẽ đến với yếu tố thứ 4. Mọi người cùng sang phía bên hàng khách lái để chúng ta cùng khám phá nhé. Thứ tư nổi bật trong chiếc xe Hilux đó chính là có hai chế độ lái. Đó chính là Eco Mode và Power Mode. Với chế độ lái Eco Mode sẽ giúp cho việc mà chúng ta đi ở trên đường cao tốc. Nếu chúng ta đi một người, nó sẽ làm tác động lên đâu ạ? Nó sẽ tác động lên động cơ của chiếc xe và nó sẽ làm giảm điều hòa đi. Tại sao lại như vậy? Vì khi mọi người đi, chúng ta đi một mình hoặc chúng ta không chở hàng đúng không ạ? Thì việc mà chúng ta sử dụng bằng Eco Mode sẽ giúp làm tiết kiệm nhiên liệu hơn, giảm công suất động cơ đi để chúng ta phục vụ vào những cái công việc mà chúng ta chỉ cần là công suất động cơ nhỏ thôi. Đó. Bằng cách là chúng ta chỉ cần ấn Eco khi mà chúng ta đi trên đường cao tốc một mình. Còn nếu chúng ta cần một công suất lớn, chúng ta cần tải trọng đang chở rất nhiều hàng thì chúng ta ấn vào nút Power. Nút Power này giúp làm tăng công suất động cơ lên, kết hợp cùng turbo tăng áp sẽ giúp cho việc mà chúng ta tăng tốc và cũng như vượt xe khác, đặc biệt hơn nữa là leo đường dốc một cách dễ dàng, kết hợp cùng với khung gầm rất là cao. Thì mọi người yên tâm rằng là không phải lo đến cái vấn đề gọi là đường lầy lội hay là khó đi cả. Tại vì khi có Power rồi thì không phải lo vấn đề đó. Có một số khách hàng bảo là thế dùng Power có tốn nhiên liệu không? Thì chắc chắn rồi, dùng Power thì sẽ tốn nhiều liên hiệu hơn so với cả đi thông thường. Nhưng có hai chế độ Eco và Power sẽ giúp cho việc mà chúng ta xử lý linh hoạt hơn, lúc nào chúng ta cần sự tiết kiệm và lúc nào chúng ta cần công suất thực mạnh mẽ. Thì để giới thiệu cho mọi người thì dùng như thế nào. Thì khi mà chúng ta cứ đi bình thường nhá mọi người nhá, Quyết sẽ giới thiệu mọi người này. Chúng ta cứ để đi như bình thường và sau đó thì chúng ta sẽ ấn nút Eco nếu chúng ta đi trên đường trường. Khi mà chúng ta muốn vượt xe khác, chúng ta chỉ cần ấn nút Power một cái. Đó, thế là được, rất đơn giản thế thôi. Nút Power bật lên thì Eco nó sẽ tắt đi. Đó, nó chỉ cần sử dụng rất đơn giản như vậy. Và mọi người sẽ cảm nhận ngay phần động cơ nó sẽ gầm rú lên, để biết được rằng là nó sẽ vượt được qua những cái vượt xe khác. Và khi mà chúng ta vượt được xe khác xong thì mọi người có thể tắt được đi luôn, Power Mode đi. Nó sẽ tác động lên trực tiếp vào động cơ, nên không phải lo vấn đề là phải để vị trí P hay vị trí N, cứ để D là được. Còn nếu mà trong trường hợp mà mọi người cảm thích, tất nhiên chúng ta có cả hộp số S nữa, thì mọi người có thể kết hợp thêm hộp số S là hộp số bán tự động. Rồi, vừa rồi thì Quyết vừa giới thiệu cho mọi người 4 điểm. Và điểm cuối cùng trên chiếc xe Hilux rất là đặc biệt này, thì Quyết sẽ giới thiệu đó chính là cái ngăn làm mát này. Ôi, mọi người cảm tưởng mùa hè nhá, có chiếc xe nào mà có làm mát nước không? Bây giờ để trên xe ở đây nước mùa hè đôi khi còn nóng ấy chứ. Nhưng Hilux được trang bị thêm cửa gió điều hòa và ngăn làm mát ở bên trong này. Đó, sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta để được hai chai nước này. Đi đường xa chúng ta chỉ cần lấy một chai nước đây chúng ta uống để trong này nó mát. Lý do tại sao? Tại vì khi mà trong đây này nó sẽ được trang bị thêm hai cửa gió điều hòa, thì chúng ta chỉ cần thả nước vào đây, tự động nó sẽ làm mát ở phía bên trong này. Khi nào chúng ta cần làm mát thì chúng ta chỉ việc là chúng ta rút ra thôi, chúng ta uống một cách hết sức là ngon lành. Đây là yếu tố rất là nổi bật, rất là đáng tiền ở trên chiếc xe Hilux mà chỉ có 622 triệu mà thôi. Đó. Rồi, ok. Vừa rồi thì Quyết vừa giới thiệu cho mọi người chiếc xe Hilux phiên bản máy dầu số tự động 2.4. Mọi người nghĩ sao về 5 yếu tố nổi bật trên chiếc xe Hilux này? Hãy để lại comment ở phía bên dưới phần video để cho Quyết biết. Và nếu mọi người đang quan tâm đến chiếc xe Hilux với trị giá phiên bán từ 622 triệu đến 878 triệu, Quyết sẽ để trên màn hình bảng giá của từng dòng xe. Tất nhiên mỗi dòng xe sẽ khuyến mãi khác nhau và khuyến mãi ở từng thời điểm khác nhau. Vậy thì nếu mọi người muốn biết chi tiết thì hãy gọi điện vào hotline
0394046064 để ủng hộ đội ngũ Happy Car. Và nếu đây là nếu mọi người cảm thấy video hữu ích, đừng ngần ngại ấn vào nút like và nút share để cho ủng hộ đội ngũ Happy Car. Và nếu đây là lần đầu tiên quý vị và các bạn ghé thăm qua kênh của Happy Car thì hãy ấn nút đăng ký ở phía bên dưới và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video nào. Còn mình là Quyết, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.